Yutan, Yutan nằm lại rồi, anh ta dùng cho mình chiêu cuối vào lính. Si, Si đang được chơi. Huy Hoàng cao Si, Huy Hoàng cao Si. Giao tranh hỗn loạn bỏ quên Violet, FPT bé chọc lộn bắn đầy tinh quái, đem về triple kill cho riêng mình. Chỉ cần hai tình huống hỏa bạo thôi, nó đã khiến cho bên phía của One Star không thể ra được hang xe ra quá nhanh rồi. Bolin đang băng vào nhưng ta bị xích lại sắp được, anh ta có một keo lửa được. Chúng ta mất đi chiêu cuối, mất đi hỗn loạn, chúng ta bị ao giao tranh bắt ở tuyến sau. Chậm chậm lực lên người Huy Hoàng, Huy Hoàng mất nhiều máu quá, sắt lên tiếng rồi. Huy Hoàng lên bản đến số nhưng sắt cũng phải nằm lại, bé chậm thoát được trở ra sau cú tốc biến đó, nhưng Ray bị kẹt lại. Ray sẽ đi dí theo bởi đó là Si, bởi vì toàn còn bên kia mở đá với cú tốc biến của mình, bé chậm quay được trở lại để lộn bắn nhưng anh ta đang gặp phải hang. Anh ta bắn kia ba mạng cho bé chậm, triple kill cho bé chậm. Tận dụng thế lính đẩy cao, Stark bỏ qua giao tranh, backdoor thành công, phá tan nhà chính của FPT, qua đó níu kéo cơ hội đi tiếp cho One Star. Còn quá lâu nữa Tiki của Manic mới quay trở lại, Yuta bắt đầu băng ra. Họ đã muốn cản đối phương đến con Caesar này, Ben đang giữ máu con Caesar. Đã làm thủ hoàn toàn sinh mệnh đến từ vị trí của Caesar bật hơi sớm, anh ta bị gồm máu khá đau, quá lết về thành công, Caesar tạm thời được tách ra khỏi FPT Flash. Stark đang đẩy nhà, Stark kia, Stark đang đẩy nhà, Stark kia, Stark kia, Stark kia, đang phải chạy về, Stark sẽ phá nhà, và đó sẽ là 2-3. Dành cho One Star. Vẫn là Khoa, với cú đẩy thương hiệu của con bài thên xứng tầm trợ thủ số 1 đấu trường danh vọng. Nếu như có thể khởi động một pha ăn nhanh thì tất nhiên rồi, TDT cũng sẽ có thể làm được điều đó khá nhanh nếu như có thể chiếm lại được hàng xe ra. Lúc này thì sáng tôi đã chiếm lại được hàng xe ra, cú tốc biến đến từ Khoa đẩy nhà, quá đẹp. Một tình huống mà nó làm thương hiệu đến từ vị trí của trợ thủ xuất sắc nhất về con bài thên. Đó là Khoa của Saigon Phantom. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, điều thuyền của Maris vẫn chứng tỏ đẳng cấp với màn thủ nhà đến hơi thở cuối cùng, qua đó chặn đứng thành công đợt tấn công của FPT. Ép thành công, họ đã tận dụng thành công mục tiêu lớn quay trên bản đồ để có thể lấy đi sân bay của bên phía đối thủ. Bay bắt đầu khép góc rồi và với được thành khép góc này chắc chắn là sẽ có 3 đường. Cục phải giao tranh đến phía OneSide nhưng không được, khi mà Maris đã bắt định chuyển được đó có băng xương và sẽ được khép góc ra 3 đường chuyển đến phía FPT Flash. Bé chọc thả ra mưa lên thay. Stark đang cố gắng cùng với OneStar dọn dẹp nhưng áp lực từ lính này đang vẫn còn trên phía của FPT Flash. Họ đang muốn tiến vào vì tuyệt liệt đó là vị trí của Yuta. Yuta bị dính 3 phi tiêu, Yuta nổ ra bất định cầm bật xương trên người của bé chậm lần lại bên trong đai, bé chậm bây giờ mạnh quay người trở lại, bé chậm đổi qua liệp thì bé chậm đang đánh nhà, bé đang đánh nhà, có lẽ là kịp không, không kịp rồi. Bên phía của FPT Flash đã bị mất đi 4 người và đó là sự quay trở lại của OneStar. OneStar phòng ngự được ở trong tình huống vừa rồi. Trở về từ cõi chết, One Star Esports chứng minh được bản lĩnh của mình khi cướp lấy thành công tấm vé sân khấu từ tay những tia chớp cam trong tình thế bị dẫn 1-3. Họ sẽ muốn ép đánh thay vì là hướng tới con xe ra này, và One Star đang đi một lối đi riêng, họ đang đi về thẳng nhà chính của bên phía FPT Flash. Họ biết rằng FPT Flash đã bị mất tập trung, họ bị phân tâm ở con xe ra bà chúa nên hướng đi One Star lan tiến thẳng vào nhà chính bên phía của FPT Flash. Sao chạy nổ ra, Mani vẫn đi cầm bằng xương rồi. Yutan, Yutan nằm lại rồi, anh ta dùng cho mình chung cuối vào lính. Si, Si đang được rồi. Huy Hoàng cao Si, Huy Hoàng sẽ đau Si. Nhưng nhà nổ rồi, 4-3 cho One Star trên FPT. Và One Star sẽ là cái tên cuối cùng bước đến nhà thi đấu quân khu 7 vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. One Star sẽ một lần nữa trở lại với nhà thi đấu quân khu 7. Còn trong khi đó thì những trái tim Blazer tan vỡ mất rồi.